Chào các bạn nhé. Đây là những cái con sạc laptop được thiết kế rất là ngon. Mình có thể thay đổi được điện áp các bạn nhé, bằng cách can thiệp vào cái đường hồi tiếp của con IC ổn định áp. Đây thì mình đã mốt hai con rồi. Đấy, một con này nữa. Con này mình mốt thành 12V này. Tùy vào con trở nhá, tùy vào con trở feedback nhé, mình mốt được thoải mái luôn. Con này mình mốt được, mình mốt về 14,5V. Thì mốt đây, đối với con IBM ấy thì mình mốt đây. Đây đầu vào nhé, đây đầu ra nhé. Thì con IC này chính là con IC ổn áp đầu về và đầu vào này. Thì con trở này thì là nó là 16 kPa, tương đương với áp đầu ra là 16,5V, 16,5V. Thì mình thay ở đây cái con trở này là con trở 13,8 kV thì nó ra 13,8V. Đấy. Đặc điểm của con này là nó, các bạn có thể đo rất dễ, xác định rất một cách nhanh chóng luôn. Chân thì chân số 1, chân số 2 là chân feedback. Thì cái chân này này, cái đĩa, một đầu nó nối với chân số 2, một đầu nó nối với cái điện áp đầu ra đưa về. Đây là 16,5V đây, đưa về đây. Chân số 2. Thì thay đổi cái dùng cái biến trở để mà chỉnh áp được thì mình sẽ được nhiều bước áp. Đó. Còn đối với con adapter của con Dell ấy thì đây. Đây con này này. Con adapter này ấy, thì mình thì lại con trở nó lại nằm ở đây này. Mình không có xăng nên là mình hàn hơi bê bét. Đây. Chân số 2 ở trên này này. Nó nối đến đây. Hàn bê bét quá. Con trở này này, trời ơi, đen thui. Mình đã thay nó lên là điện áp 14,5V. Bản thân nguyên bản của nó là 19,5V. Và con trở nguyên bản của nó là 54k, mình đang để con trở là bao nhiêu nhỉ? 38k. 38,9k đây. Hàn vị trí này đây. Bé bét quá các bạn. Nhìn mờ quá. Mình hết xăng thơm nên mình không có cái để mà vệ sinh cái này. Nói chung lắm, vào đây một cái biến trở thì mình có thể chỉnh được áp nhé. Nhưng mà nếu mà chỉnh áp cao hơn cái giá trị đưa vào đây thì mình phải thay con tụ đầu ra này này. Thay con tụ đầu ra ngoài này. Đấy. Đấy, nhìn trên mạch chỉ có cái con IC này thôi. IC này là IC điều chỉnh áp đầu ra.